Xin chào anh em, hôm nay mình sẽ bay thử chiếc Mavic Mini 1. Mặc dù ra đời khá lâu rồi, nhưng mà hôm nay mình sẽ thử xem là chất lượng hình ảnh và video của nó ổn không. Mọi người cùng xem nhé, tiếng kêu nó rất là ổn, bay khá ổn định. Cứ bay tầm khoảng một cây số thì bắt đầu sóng kém. Sau đây mình xin mời mọi người cùng xem. Mình vẫn dùng con Mavic Mini 1 để kiếm tiền và chụp ảnh khá nhiều. Xin chào ông bác. Cô này một kiểu với. Đang quay phim ạ. Thank you.
Mày à? Em đang cho nó xuống rồi. Đó, đang cho nó xuống. À, đâu rồi? Ừ, pin rồi. Đang quay video nhá.
cân bật đi vào, để cho người trong ăn. Đây mở con kiến. Ừ, quay linh tinh. Ê, đi nhiều cái đâu, phần này phải nhường thôi. Vâng. Rồi, khúc thứ vòng tiếp rồi.